Uyên Thi xin kính chào quý vị, trở lại với Uyên Thi trong chương trình Ẩm thực và đời sống. Ngày hôm nay Uyên Thi có công chuyện đi sớm sáng sớm này, và bây giờ thì Uyên Thi cảm thấy đói bụng và muốn đi ăn phở gà. Và Uyên Thi muốn giới thiệu đến quý vị một số các tiệm phở gà mà từ xưa đến giờ đã được khách hàng chiếu cố rất là đông đảo và kéo dài cho tới bây giờ luôn. Và đó là những tiệm phở gà gì? Mời quý vị cùng với Uyên Thi. Đầu tiên, phở gà 86. Bây giờ thì Uyên Thi đang ngồi trong tiệm phở 86 rồi. Và phở này mở cửa từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Mà giờ đây Uyên Thi đến là mới khoảng 8 giờ 30 thôi, cho nên chưa có khách. Hôm nay Uyên Thi là người mở hàng thưa quý vị. Và ở đây thì họ có thêm cái phở bò, nghe nói cũng rất ngon. Nhưng mà Uyên Thi đến đây thường hay ăn phở gà và cơm gà. Thì ngày hôm nay Uyên Thi sẽ giới thiệu tới coi phở gà và cơm gà ở đây nha. Em ơi, cho chị order đi. Em cho chị xin một tô phở gà lòng để riêng nha. Dạ. Rồi một cái cơm gà. Cơm gà xíu xíu. Dạ, cơm gà xíu xíu. Rồi em cho chị một ly cà phê sữa đá và một ly... Không, ăn ở đây. Một ly cà phê sữa đá, ly cà phê sữa đá to go. Dạ. Và một ly cam vắt uống ở đây. Dạ. Tại vì cam ở đây là chị biết chắc là cam vắt nguyên chất ở trong trái ra. Dạ. Rồi chị cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn. Và bây giờ thưa quý vị, mình sẽ đột nhập vào bếp của phở 86 xem cái bếp của họ như thế nào. Mời quý vị cùng với Uyên Thi. Quý vị, bây giờ Uyên Thi đang đứng trong cái nhà bếp của phở 86. Một cái nhà bếp gọn gàng, nhỏ nhắn nhưng mà rất là clean up, nghĩa là rất là sạch sẽ. Từ những cái nồi quý vị thấy là không có bị đen một chút nào, cho đến những nồi phở gà, phở bò đầy đủ. Và đây là một cái dãy gian hàng để mà ra phở cho người ta, từ giá nè, rau nè, cũng như là nước mắm gừng rất là ngon, rất là ngon nha thưa quý vị. Đặc nè. Đó, ngon chưa? Cái này là để một chút nữa Uyên Thi sẽ thử để về cái món cơm gà ở đây nha, nổi tiếng. Và mỗi lần Uyên Thi đến đây là phở gà và cơm gà là hai món mà Uyên Thi rất là mê. Mặc dù xung quanh Uyên Thi nhiều người cũng rất là thích cái món phở bò của phở 86. Và chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ làm lại cái món, đến để mà thử cái món phở bò. Hôm nay là phở gà. Phở gà thì quý vị sẽ nhìn thấy đây có phở tươi nha. Phở tươi, phở gà mà ăn phở tươi thì rất, mới là ngon. Đó, quý vị thấy không? Và đây là gian hàng phở bò. Đó, gân và nạm rất là ngon và thơm lắm nha thưa quý vị. Wow. Và đây là gà. Wow, ngon quá. Gà mới luộc. Và họ phải đậy lại, họ cất tủ lạnh. Uyên Thi sẽ mời quý vị cùng với Uyên Thi ra ngoài để thử cái phở gà và cơm gà của 86. Wow, yeah. Cảm ơn em nha. Và kính thưa quý vị, bây giờ trước mặt Uyên Thi là món phở gà đùi để riêng và một phần cơm gà siêu siêu. Uyên Thi sẽ ăn thử để nói cái vị cho quý vị biết, cũng như giới thiệu đến quý vị hai món này của phở 86. Đây là phở gà tươi nè,
phở, bánh phở tươi, ngon, mềm mại và nóng hổi luôn. Nước trong vắt, nếm thử. Wow, vị ngọt của gà, vị ngọt của nước luộc gà thưa quý vị. Và nó không có mặn của vị muối, mà nó có cái vị ngọt thanh rất là ngon. Và Vinty sẽ ăn thử một miếng bánh phở. Wow, cộng phở mặc dù là bánh phở tươi nhưng mà nó rất là dai và nó dài. Và phở gà này được để riêng cho nên quý vị có thể nhúng vào ăn từ từ, hoặc là mình chấm nước mắm gừng mình ăn riêng. Cái này Vinty sẽ ăn thử cái miếng một miếng phở và một miếng bánh phở và một miếng gà, lựa miếng nào nhỏ nhỏ đây. Gà mềm, vị dai dai, thơm, thật là thơm cái mùi gà thưa quý vị. Một chút xíu béo của cái da gà. Rất là ngon. Mình sẽ chấm nước mắm gừng nè. Wow. Và mình ăn thử với nước mắm gừng. Vị chua chua, một chút ngọt nhưng mà không bị mặn. Và cái mùi thơm của gừng á, làm cho cái miếng gà ngon hơn. Và bây giờ Uyên Thi sẽ bỏ giá cũng như là lặt rau thơm đồ vào nha. Cái đó là mình thử nguyên chất ha. Nhiều người cứ nghĩ rằng là phở gà Hà Nội, tại vì đây ở đây á, người chủ là người Hà Nội. Một chút Uyên Thi sẽ mời chị ra để hỏi chị vài câu nha. Đó, Uyên Thi phải bỏ giá vô nha. Rồi có rau thơm vắt một chút chanh. Bỏ một ít ớt vào để cho nó thơm. Rồi trộn đều lên. Bỏ gà vô. Nếu mà mình muốn ăn gà riêng để mà mình ăn phở ngoài thì mình ăn nha. Uyên Thi bỏ vào cho nó nóng. Và cái tô đã được trụng sẵn cho nên rất là nóng thưa quý vị. Nãy giờ Uyên Thi nói nhiều đó, mà cái tô đến giờ này vẫn nóng. Bánh phở mềm mại trong miệng ăn rất là ngon. Và đây Uyên Thi thường gọi thêm một chén lòng, bởi vì Uyên Thi cũng thích ăn mề và gan lắm. Thì quý vị có thể gọi riêng một chén lòng này, mình ăn cho cả hai món, đó là cơm gà và phở gà luôn. Thì đây là miếng gan để thử. Tại vì gan gà hoặc là mề gà mà không khéo đó là ăn rất là khô. Để Uyên Thi thử riêng một miếng nha. Wow, mềm lắm thưa quý vị. Mề gà cũng vậy, mình mà không khéo luộc là nó sẽ khô vô cùng. Ở đây thì mình nhìn thấy nó miếng mề rất là ngon, và mình ăn thử coi nó có bị khô không nha. Cái đặc biệt là khúc giữa chỗ gân nó rất là giòn, mà cái chỗ miếng mề á thì lại rất là mềm. Ngon. Ngon lắm nha quý vị. Nhớ quý vị lại đây mà thích lăn lòng phải kêu một chén lòng riêng. Và phở gà Hà Nội là nổi tiếng từ xưa đến giờ thưa quý vị, là phở gà mà ăn muốn ăn ngon là phải ra Hà Nội. Uyên Thi đã từng ra Hà Nội để mà ăn cái phở gà. Và lúc mà Uyên Thi chưa đến Hà Nội đó, và ngày xưa đó, thì thường thường phở gà người ta sẽ bỏ luôn xương vô chứ không có ai lóc. Nhưng mà phở gà ở 86 là quý vị thấy họ lạng ra và cắt mỏng y như ở Hà Nội mà Uyên Thi đã từng ăn. Cắt mỏng nhỏ nè, và quý vị thấy không có xương. Cho nên mình ăn cái đúng là cái vị phở gà của Hà Nội. Và nhiều người cũng nghĩ rằng là Hà Nội là sẽ ăn mặn. Không có đâu thưa quý vị. Nếu bây giờ quý vị đi ra tận Hà Nội, quý vị ăn phở, quý vị cũng thấy là cái vị ngọt của gà.
và họ sẽ không có bỏ đường, không có bỏ muối nhiều mặn như là chúng ta nghĩ, mà cái vị nó rất là tân thời, và nó là tân thời tất nhiên nó có một cái vị ngọt chứ nó không có mặn như là chúng ta nghĩ. Và đó là phở gà 86 nguyên thủy giống như Yên Thi ăn ở phở gà Hà Nội, chỉ có thiếu một chút xíu đó là lá chanh mà thôi. Và đây là theo khẩu vị chung của người ở ngoại quốc thưa quý vị. Tất nhiên là người Việt Nam mà sống ở hải ngoại thì họ chưa có quen với cái lá chanh, nhưng mà thật ra là ở Hà Nội thì họ sẽ bỏ một chút lá chanh. Nhưng mà phở gà 86 vị gà và vị nước phở y như ở Hà Nội thưa quý vị. Và đó là Yên Thi muốn giới thiệu đến quý vị phở. Bây giờ sẽ thử qua cái cơm gà. Và bây giờ trước mặt Yên Thi là phần cơm gà siêu siêu, hay còn được gọi là cơm gà đơn giản, cơm gà của phở 86. Thì quý vị sẽ thấy rằng là trên phần cơm gà sẽ có cơm nấu bằng nước gà, nước luộc gà, và cũng có một dĩa gà. Nhưng mà dĩa gà thì chúng ta thấy đó là phần gà ở dưới, phần rau ở trên, và họ sẽ cho một chút xíu cái nước dressing, tất nhiên là giấm đường. Rồi kèm theo phần cơm gà thì thường thường sẽ có dưa leo và dưa cải chua. Wow! Và thêm nữa là một chén canh cải với lại gừng. Đây là món đặc biệt của kêu là gọi cơm gà Hải Nam thưa quý vị. Vẫn nước mắm gừng đó để chúng ta ăn với lại gà. Và bây giờ Yên Thi sẽ thử cái vị nha. Đây, mình có thể trộn lên đó, rồi mình ăn cái gà ở dưới này thì gà đùi, gà này gà ức nè, rất là ngon nạt nha. Cái vấn đề ở đây mình thử là mình sẽ thử cái miếng gà ức thưa quý vị, để mình xem thử coi cái gà ức này nó có bị khô hay không. Bởi vì gà thì thường thường ức dễ bị khô lắm, cho nên là Yên Thi sẽ thử cái gà này. Nó gần giống mình ăn chung với lại cái rau răm nha. Và mình sẽ chấm với một chút nước mắm gừng. Đó, mình ăn thử miếng ức nha. Dai thưa quý vị. Cái vị nó dai hơn là cái đùi. Không béo như cái đùi, nhưng mà mình cảm giác rất là healthy, bởi vì không có mỡ và không bị khô. Đó là đặc biệt của cái ức gà. Nhưng mà cái ngon của nó ở đây là có tiêu và có rau răm, cùng với cái vị hơi chua chua của giấm đường và cái mùi hành rất là thơm, cũng như rau răm tiêu nè. Nó làm cho cái miếng gà ngon hơn thưa quý vị. Và đặc biệt cái món này á, là có dưa cải chua. Dưa cải chua đó, phải nói muối ngon là của người Hà Nội, muối rất là ngon. Yên Thi thử nè, cái màu vàng của nó quý vị thấy rất là đẹp ha. Nó không bị tái, bị xỉn mà cái màu rất là vàng. Mình nếm thử. Giòn rụm luôn. Vị chua vừa phải, ăn kèm vô rất là ngon. Dưa leo thì khỏi nói rồi, ai thích rau cải thì phải ăn dưa leo. Bây giờ Yên Thi sẽ nếm qua cái cơm. Ăn cái cơm á là mình phải thử nguyên thủy luôn, mình không chấm mắm không gì hết. Mình sẽ thử cái cơm nha. Trong cơm á, Yên Thi thấy người ta có nấu gừng ở trong này nữa nè, có một cái sợi gừng nhỏ nè và một ít gừng ở trên mặt nè. Và bây giờ mình ăn nè, cái cơm nè nó rời nè, thơm nè. Không có vị gì hết, nhưng mà cái hộp cơm rất là dẻo. Và mình sẽ trang vào đây một chút nước mắm gừng, xong rồi mình ăn tiếp. Đó, wow, ngon lắm thưa quý vị. Mình đang đói bụng, hoặc là buổi trưa đó, hoặc là buổi tối mình mua phần cơm gà này về ăn, hoặc là mình tới tiệm mình ăn. Bây giờ đang thời điểm Covid thì ở ngoài cũng có bàn, nhưng mà bữa nay Yên Thi tới sớm, trời cũng hơi lạnh, cho nên mình vô trong mình ăn. Và vô trong thì người ta cũng để cái bàn cách xa 6 feet, cho nên mình cũng không sợ.
Khi mình ăn cơm gà, quý vị sẽ thấy có một chén canh cải với lại gừng. Cái này là của người Bắc nha thưa quý vị. Em Thi sẽ nếm thử cái nước. Wow, thơm, thật là thơm, mùi gừng luôn. Uyên Thi rất là mê cái món canh cải này nha. Ở nhà Uyên Thi cũng hay nấu lắm, nhưng mà mình nấu ở nhà đó mình bỏ vô luôn, còn ở đây mình ăn cái cải để mình coi cái vị nước lèo á, luộc gà ra đó mình nấu canh này ngon. Tuyệt vời. Một dĩa cơm này á Uyên Thi không thể nào ăn hết được, ăn một nửa để dành một nửa, chiều mình ăn tiếp, gọi là một phần cơm gà ăn được nguyên cả ngày. Wow, buổi sáng mà có một ly cà phê sữa đá và một tô phở gà. Ly cà phê có đá như thế này với một vị hơi đắng đắng của cà phê nguyên chất pha bằng phin của phở 86 thì không còn gì bằng. Dạ em chào chị. Dạ. Em xin hỏi chị một số những câu hỏi thắc mắc của em. Mặc dù em đến đây em ăn rất là nhiều lần và đi rất là đông với bạn bè, nhưng mà em không hiểu tại sao chị lấy cái bảng hiệu 86 thì chị. Dạ, mình nghe ông xã mình kể lại là mở vào cái năm 86 thì không biết lấy cái tên gì, cho nên lấy cái 86 để cho nó dễ. Là tất nhiên từ năm 86 không ạ? À? Dạ, mình ra phải. Đời từ năm 86. Dạ. Như vậy lúc đó chị ở đâu mà chị nói là nghe ông xã kể lại? Mình chưa có tới. Chưa có đến đây. Dạ. Thì phở 86 là được lấy cái tên từ năm 1986 thưa quý vị. Thì lúc đó Uyên Thi mới qua đây khoảng chừng 3 năm thôi á chị. Như vậy là phải trên 30 năm hả chị hả? Dạ, đúng rồi. Dạ vâng, đúng rồi. Trên 30 năm thưa quý vị. Như vậy thì trong suốt thời gian 30 năm đó thì chị đã mở được bao nhiêu tiệm và có những cái chi nhánh nào không thưa chị? Cảm ơn mấy em. Chị có một cái này mà thôi. À đây là một cái chính nha thưa quý vị, nằm trên đường Mark Fordin và đường World. Nếu quý vị muốn ăn phở gà đặc biệt của 86 phải đến chính góc tiệm này. Và chị ơi cho em hỏi thăm là trong cái thời điểm Covid như thế này á thì tiệm mình có bị ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm thưa chị? Dạ thưa có chứ ạ, dạ tới một nửa. Ồ như vậy là dạ. Mất đi 50% dạ, dạ, khách. Dạ vâng, tại vì ngày xưa em đến nó rất là đông. Dạ. Và dường như là không phải riêng chị mà em đi đa số ở đâu cũng vậy. Dạ. Và em rất là may mắn là hôm nay gặp chị ở đây. Chứ thường thường là cũng có một vài người hép chị. Thì em không biết gì hơn là chúc anh chị, mặc dù là 86 đã mở từ năm 86 và khách bây giờ cũng đi mất đi do một năm qua bị tình trạng coi như dịch bệnh Covid. Thì Uyên Thi tin chắc rằng bây giờ ai cũng có chích ngừa hết rồi. Thành ra là chúng ta sẽ mở lại trong một cái thời gian, coi như là sẽ đông khách lại trong một thời gian tới. Và chúc chị nhiều sức khỏe, cũng như là trong những lần tới em đến là sẽ vẫn gặp anh chị ở đây, cũng như là khách sẽ rất là đông trở lại giống như ngày xưa. Và hy vọng rằng là quý vị nào mà cảm thấy là mình đã chích ngừa rồi thì đến với phở 86 trở lại, để cho cái kinh tế của chúng ta sẽ trở lại, cũng như những người chủ của những cái business như là chị phở 86 đây sẽ vẫn tiếp tục, nghĩa là mang đến cho chúng ta những món ăn ngon như phở gà và cơm gà của 86. Cảm ơn mấy em thật là nhiều đã quảng cáo giúp trường cho anh chị, với lại cho chị nói thêm mấy câu. Dạ vâng, mời chị. Chị cũng rất, dù trong hoàn cảnh như vậy nhưng mà chị cũng rất là cảm ơn những quý khách hàng. Dạ đúng rồi. Chị trong suốt một thời gian dài, và cũng xin quý khách cũng tiếp tục ủng hộ cho phở 86 đường Mark Fordin. Dạ vâng. Nhưng mà cho dù là chị có lớn tuổi, anh có lớn tuổi, có muốn retire thì chắc là con cái vẫn... Dạ. Tiếp tục nối dõi theo cái nghề của anh chị phải không ạ? Dạ, dạ đúng ạ. Dạ vâng. Cậu con trai thứ hai của chị sẽ tiếp tục đến đây. Thì bố mẹ sẽ bớt giờ lại và giúp cho cháu. Dạ vâng. Một ngày một tốt hơn. Bởi vậy quý vị, dạ vâng, dạ. Đúng như vậy. Và mà nếu mà quý vị đến đây mà không gặp chị hoặc gặp anh thì quý vị nhớ đó là con trai của chị nha. Người mà hồi nãy mà service cho Uyên Ti đó là con trai của chị sẽ tiếp tục với cái nghề mà của anh chị đã... sáng lập ra phở 86 từ năm 86, và hy vọng cái phở này của chúng ta sẽ còn được truyền dài cho tới đời con đời cháu nữa. Cảm ơn mấy em thật dạ là vâng, nhiều, và dạ cảm vâng. Một lần nữa gia đình anh chị cảm ơn quý khách đã ủng hộ.
Dạ vâng, đó là lời mà chị Phở 86 muốn gửi đến cho tất cả quý khán giả nào mà yêu thích món phở gà và cơm gà của 86. Và đó là món phở gà mà Minh Thi muốn giới thiệu đến quý vị trong vùng Little Sài Gòn. Những cái tiệm phở mà được nhiều người Việt Nam biết đến, chẳng hạn như là phở Sông Hải là cũng mới ra, phở Tuấn Cảnh, phở Đa Cao. Và phở như Uyên Thi vừa mời quý vị ăn thử đó là phở 86, là những tiệm phở lâu dài trên 30 năm cũng như những tiệm phở mới mở mà vẫn được lôi cuốn được rất là nhiều các khách thích ăn phở gà. Và hy vọng rằng quý vị vẫn tiếp tục đón xem các chương trình của Uyên Thi và tùy theo khẩu vị của mỗi người để lựa chọn cho mình những cái món ăn mà chúng ta yêu thích qua chương trình Uyên Thi ẩm thực và đời sống. Uyên Thi hy vọng rằng sẽ giới thiệu đến quý vị nhiều những cái nhà hàng ngon ở vùng Little Sài Gòn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Chào tạm biệt, chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là bình an.